Hello, Trần Dung xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài tập làm giảm mỡ lưng vai, tạo dáng chuẩn đẹp nhé. Bài tập đứng trong 8 phút, chúng ta cùng bắt đầu nha. Động tác 1. Hai tay của bạn duỗi thẳng phía trước, lòng bàn tay ngửa lên, hai ngón tay út chạm vào nhau. Khi đẩy mạnh hai tay ra sau, các bạn lượt nhấc chân vuông góc với sàn. Hai chân của bạn thay phiên nhau. Động tác 2. Hai tay của bạn chạm nhau qua đầu. Khi đưa tay xuống, đẩy căng tay ra sau, mở ngực, đồng thời nhấc chân của bạn vuông góc. Hai chân của bạn sẽ được luân phiên nhau nhấc lên nha. Động tác 3. Hai bàn tay của bạn chạm vào nhau trên đầu và sau lưng. Khi tay chạm sau lưng, chân của bạn từng bên sẽ được đá thẳng về phía trước. Cố gắng giữ thăng bằng các bạn nhé. Động tác 4. Hai tay của bạn nắm vào nhau, duỗi thẳng trên đầu. Di chuyển tay của bạn quanh khuỷu tay, đồng thời nâng chân của bạn vuông góc. Động tác 5. Hai khuỷu tay của bạn để vuông góc sang ngang. Khi vỗ tay phía sau sẽ kết hợp cùng với duỗi chân của bạn. Hãy làm theo tốc độ của bạn nhé. Động tác 6. Xoay cánh tay của bạn quanh khớp vai, đồng thời nâng chân. Cánh tay của bạn sẽ được làm thon và săn chắc trong động tác này. Khi tập, bạn sẽ cảm thấy khá mỏi. Cố lên các bạn nhé! Động tác 7. Các bạn vào tư thế đứng thẳng. Khi hạ người xuống, đẩy mông của bạn ra sau, đầu gối không vượt qua mũi chân. Hai tay của bạn vòng qua đầu. khó hơn một chút các bạn nhé. Lúc này khi hạ người xuống giống như là bạn đang ngồi ghế, hai tay để cạnh tai. Khi đứng dậy, bạn đẩy mạnh hai tay ra sau, hai tay áp sát vào bên sườn, mở căng ngực. Động tác 9. Hai tay của bạn đặt thẳng trước mặt. Khi đẩy cánh tay ra sau, đồng thời nâng chân của bạn. Hãy siết cơ bụng của bạn để tăng thêm hiệu quả nha. Động tác 10. Hai khuỷu tay của bạn áp sát hai bên sườn, đứng thẳng. Thở ra, cúi xuống, kéo dài lưng và đẩy mạnh cánh tay của bạn ra sau. Động tác cuối cùng, hãy để chân trái của bạn bước ra sau, đầu, lưng, chân trên một đường thẳng. Hai tay ép xuôi theo thân của bạn. Khi xoay cánh tay qua khuỷu tay, bạn hãy bước chân lên và giữ nguyên lưng nhé. Đổi bên, các bạn làm tương tự như vậy với bên còn lại nha. Cảm ơn bạn và xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập tuyệt vời cùng Dung ngày hôm nay. Bạn có cảm nhận như thế nào về bài tập này? Hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận cho Dung biết nha. Nếu như mà bạn chưa toát mồ hôi, chưa cảm thấy mệt thì có thể lặp lại bài tập này tiếp thêm một lần nữa. Nếu thấy yêu quý Dung, đừng quên like, subscribe và bật nút chuông thông báo để nhận được video của Dung sớm nhất nhé. Bye bye! Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Trần Dung, Sống Khỏe Đẹp cùng gia đình bạn.